chào quý vị, chào các bạn, chào các em. Các thầy sẽ gặp lại các em trong buổi học hôm nay. Ở buổi học hôm trước, thầy và thầy Vinh đã khảo sát các bài toán về mạch điện dao động LC ở cơ bản. Những cái bài toán nó thuộc loại cơ bản, đó là cái bài toán liên quan đến chu kỳ tần số năng lượng, liên quan đến các phương pháp cung cấp năng lượng cho mạch, liên quan đến thời gian và liên quan đến hao phí do tỏa nhiệt. Một số bài toán nâng cao sẽ được thầy Vinh truyền tải lại cho các em trong buổi học hôm nay. Xin kính mời thầy. Vâng, xin chào các em. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học thông qua tổng ôn lại các cái đại lượng liên quan trong cái mạch dao động điện tử LC. Thì mạch dao động điện tử LC thì các em biết rồi, có tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L. Thì ở tụ điện C thì có những đại lượng nào? Đó là điện áp tức thời U, điện áp và hiệu dụng cực đại U0. Trên tụ thì có điện tích Q và điện tích cực đại Q0. Ở cuộn dây thì có dòng điện đi qua tức thời là I, còn cực đại là I0. Giữa các cái đại lượng này có mối liên hệ với nhau. Điện áp tức thời U bằng điện tích Q chia cho tụ điện C. Điện áp U và điện tích Q trên tụ là biến thiên cùng pha. Thế và I và U thì vuông pha. Tần số gốc thì bằng 1 trên căn bậc 2 của LC, cũng chính là I0 chia cho Q0. Ở giữa các cái cực đại có liên hệ là năng lượng từ cực đại bằng năng lượng điện cực đại. Cho nên ta sẽ có L I0 bình trên 2 bằng C U0 bình trên 2. Hoặc có thể viết là bằng Q0 bình chia cho 2C. Chúng ta sử dụng biểu thức liên hệ này thì đương nhiên ta sẽ giải quyết được cái bài toán là cho 3 tìm 1. Ví dụ là bài toán cho L, cho I, cho C thì đương nhiên ta tìm được U0. Hoặc là cho U0, cho L, cho I thì ta sẽ tìm được C. Và ta lại thấy rằng là UI vuông pha. Vuông pha với nhau. Vuông pha với nhau. Cho nên là có phương trình độc lập. Đó là I chia cho I cực đại tất cả bình cộng với U chia cho U cực đại tất cả bình phương bằng 1. I vuông pha với U mà lại U cùng pha với Q. Cho nên dẫn tới là I và Q vuông pha. Mà đã là vuông pha thì đương nhiên sẽ có phương trình độc lập. Là I chia cho I không bình cộng với Q chia Q không bình thì bằng 1. Biến đổi một chút thì ta ra một cái biểu thức, đó là I chia cho omega tất cả bình phương cộng với Q bình bằng Q không bình. Cái biểu thức này tôi muốn giới thiệu cho các em để ta xét một cái ví dụ tinh tế. Là cái phương trình ta viết theo kiểu Pythagore này. Thì có nghĩa là Q không sẽ là cạnh huyền. Còn Q tức thời và cái tỷ số I chia omega đó là hai cạnh trong vuông. Ngoài các cái phương pháp biến đổi đại số ra thì chúng ta còn có thể tư duy theo phương pháp giải theo vòng tròn. Và trong vòng tròn này thì cạnh huyền chính là cạnh quy không. Chúng ta sẽ xét một cái ví dụ như sau. Mạch dao động điện tử LC tại thời điểm T1 thì biết rằng là điện tích trên tụ đang có giá trị là 8 nhân với 10 mũ trừ 7 coulomb và đang có xu hướng giảm. Sau đó một khoảng thời gian là 3T/4 thì thấy cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây là bằng 1,6 pi miliampe. Vậy bài toán này đi tìm chu kỳ T. Đúng rồi, cái chỗ này là cái bài toán cho Q ở thời điểm này và I ở thời điểm kia. Chứ không phải cùng một thời điểm. Tức là cho Q1 lại cho I2. Vậy thầy định hướng cho học sinh xem cái nào. Thế thì em thấy rằng cái đích của bài toán đây là tìm chu kỳ T. Thì T thì ta có thể tìm là bằng 2 pi nhân với căn của LC, đúng không? Hoặc là T bằng 2 pi chia cho omega. Nhưng mà LC không có, omega không cho. Vâng ạ. Như vậy là ta phải tìm dựa vào Q và I tức thời. Nhưng mà rõ ràng là Q và I lại là không cùng pha. Mà nó lại đưa lại cho hai thời điểm khác nhau. Vậy ta lại phải móc xích của các trường hợp với nhau. Để giải quyết bài toán này thì ta có nhiều cách. Đây, trước hết tôi hướng dẫn cho các em một cách, đó là sử dụng vòng tròn. Thì ta cứ vẽ một cái vòng tròn với cái bán kính bằng Q0. Thời điểm T1 thì nó đang giá trị là Q1. Gióng lên cái điểm trên vòng tròn vì nó đang giảm. Cho nên nó sẽ tương ứng với điểm M1 trên ở vòng tròn. Bây giờ ta sẽ vẽ cái bán kính OM2 lệch với bán kính OM1 một góc delta phi. Mà cái góc này chính là góc quay được
sau khoảng thời gian delta t. Mà cái góc này chính bằng là omega nhân delta t. Vậy lấy omega nhân với delta t đây chính là 3t trên 4. Thì ta sẽ biết được cái góc lệch này sẽ là 3pi trên 2. Điều có nghĩa là trên cơ sở ta vẽ được vector om1 rồi. Thì bây giờ ta vẽ một cái bán kính om2 lệch với om1 một góc là 3pi trên 2. Khi vẽ như vậy thì ta lại nhìn góc nhỏ giữa om1 và om2 thì ta thấy rằng là om1 và om2 lại vuông góc với nhau. Om1 và om2 ta có thể coi là tổng của hai góc, đó là phi 1 và phi 2. Thì dẫn tới là phi 1 cộng phi 2 chính bằng pi trên 2. Mà phi 1 cộng phi 2 bằng pi trên 2 thì sin góc này bằng cốt góc kia. Mà sin thì ta dựa vào tính chất của tam giác vuông. Nhưng vấn đề là ta sẽ viết đối tượng nào là sin và đối tượng nào là cốt. Thì vì ở đây là bài toán đã cho quy 1. Mà vì vậy ta sẽ dùng cốt phi 1. Ta sẽ có cốt phi 1 thì bằng quy 1 chia cho quy 0 là cạnh huyền. Như vậy ta sẽ có cốt phi 1 thì bằng quy 1 chia quy 0. Thế còn phi 2 nằm ở trong tam giác vuông thứ hai thì sin phi 2 thì bằng đối chia cho huyền. Thì cái biểu thức là y chia omega bình cộng với quy tức thời bình bằng quy không bình. Thì quy không là cạnh huyền. Còn hai cái đại lượng kia đó là hai cạnh góc vuông. Thì cái phần nằm ngang thì đó là quy 2 rồi. Thế còn cái cạnh còn lại đó phải là y chia y cho omega. Nhưng mà ứng với cái thời điểm thứ hai thì nó là y 2. Như vậy là cái cạnh góc vuông kia sẽ là y 2 chia omega. Lấy sin bằng cốt, vậy ta sẽ có sin phi 2 sẽ bằng y2 chia cho omega q0 bằng q1 chia cho q0. Và từ đó ta sẽ ra được omega đây sẽ bằng y2 chia cho q1. Với y2 q1 đã có thì ta sẽ tìm được là omega đây bằng 2000 pi. Mà có omega thì ta sẽ suy ra được t ở đây bằng 10 mũ trừ 3 giây. Từ cách giải của thầy Vinh, thầy nghĩ ra một cách thế này các em ạ. Các em biết là cái y và q lại vuông pha nhau. Mà sau một khoảng thời gian 3t đến 4, tức là sau khoảng thời gian 3t đến 4 thì về pha sẽ là 3pi trên 2. Mà về pha 3pi trên 2 là sau thời điểm vuông pha. Vậy thì ban đầu nó lại là vuông pha rồi, bây giờ lại thời điểm vuông của vuông pha nữa thì nó lại cùng pha hoặc ngược pha. Vì vậy omega kem chỉ lấy cái y ở thời điểm nào đó chia cho q thời điểm còn lại. Chứ lại cho y và q là hai cái vuông pha này. Sau khoảng thời gian t thì lại vuông của vuông pha tiếp rồi lại cùng pha hoặc là ngược pha. Vậy thì omega chỉ cần lấy cái y nào đó, y của cái thời điểm này chia cho q ở thời điểm kia. Thế là xong. Như vậy là cách giải của thầy Biên là dựa vào cái tính chất hai đại lượng vuông pha thì có phương trình độc lập. Thế còn cùng pha thì ngoài đúng cho cực đại hiệu dụng, nó còn đúng cho tức thời. Ví dụ là các em nhớ là học ở mạch điện xoay chiều RLC thì điện áp ở hai đầu điện trở là cùng pha so với thì dòng điện qua nó. Cho nên là nó có một phương trình y tức thời thì bằng UR chia cho R. Nhưng mà với đoạn mạch LC là không được. LC là U vuông pha với Y. Với nhau. Cho nên là không thể viết là y tức thời thì bằng UL chia cho ZL được. Nhưng mà khi đã là cùng pha kiểu như trên R thì có cái biểu thức liên hệ tức thời. Ở trong cái phần mạch tác động điện từ LC thì các em có cái giá trị cực đại là y không thì bằng omega nhân với q không, hay nói khác là omega thì bằng y không chia cho q không. Đó là đúng cho cực đại và đúng cho hiệu dụng. Nhưng tức thời thì không phải lúc nào cũng đúng. Chỉ khi nào mà cùng pha hoặc ngược pha thì có biểu thức đấy. Thì đây là một cái bài toán đặc biệt. Tôi giải cho các em đấy là các em để hiểu vật lý, nó tuy hơi dài dòng. Nhưng mà khi thi trắc nghiệm thì lại không thể chọn theo cách của tôi được. Và phải có một cái sự phát hiện tinh tế như thầy Viên. Cái chỗ này thì thầy tóm lại cho nó nhanh thế này. Trường hợp Q và Y mà cho Q ở thời điểm này, cho Y thời điểm kia, mà hai thời điểm lệch nhau là một số lẻ lần T đến 4 thì các em chỉ việc omega bằng Y của cái này chia cho Q thế kia. Các em nên lấy trường hợp ấy để xử lý các cái bài toán đặc biệt một cách nhanh chóng. Một cái phần tiếp theo tôi muốn trình bày cho các em ở cái phần mạch tác động điện từ LC là bàn đến cái năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Thì trong mạch tác động thì chúng biến đổi qua lại cho nhau. Thì
cũng giống như cái với phần tạo động cơ, thì khi năng lượng điện gấp n là năng lượng từ, thì lúc đó lưu độ x tính thế nào? Thì ở đây cũng thế. Thì khi năng lượng điện bằng gấp n lần năng lượng từ thì y tức thời, dòng điện tức thời qua cuộn dây lúc đó sẽ được tính bằng cộng trừ y không chia cho căn bậc hai của n cộng một. Điện áp tức thời trên tụ u sẽ bằng cộng trừ căn bậc hai của n trên n cộng một u không. Và tương tự với quy, ta cũng có là căn bậc hai của n trên n cộng một quy không. Thế thì bám vào những biểu thức cơ bản như vậy, ta cũng xét một cái bài toán thời gian liên quan đến sự biến đổi năng lượng điện và năng lượng từ. Ví dụ hai này như sau: mạch dao động điện từ LC, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện bằng năng lượng từ là bằng 0,6 giây. Giả sử ở một thời điểm T nào đó thì mạch đang có năng lượng điện là ED, năng lượng từ là ET. Sau đó một khoảng thời gian delta T nhỏ nhất thì thấy rằng là năng lượng điện tăng 3 lần, còn năng lượng từ giảm 3 lần. Thì bài toán yêu cầu là tìm cái khoảng thời gian nhỏ nhất là đó là bao nhiêu. Để giải quyết bài toán này thì ta phải chuyển về bài toán cơ bản, xem là nó đi từ y từ giá trị nào đến giá trị nào, hoặc là quy từ giá trị nào đến giá trị nào, hoặc là u từ giá trị nào đến giá trị nào. Ở đây tôi xét về xem là y từ giá trị nào đến giá trị nào. Vậy có nghĩa là ta phải xem là lúc đầu tại cái năng lượng điện trường, năng lượng từ trường đấy, thì cái y một đấy bằng bao nhiêu, cái y tức thời y một bằng bao nhiêu, rồi về sau cái y hai tức thời bằng bao nhiêu. Có hai cái tọa độ đấy thì đương nhiên ta sẽ tìm được khoảng thời gian. Thế thì làm thế nào biết được? Thì ta lại phải xuất phát được từ biểu thức là năng lượng điện cộng năng lượng từ bằng e. Rồi cái trường hợp sau nó là năng lượng điện phải cộng với năng lượng từ phải cũng bằng e. Thì giải cái hệ phương trình này thì ta sẽ có ngay là năng lượng điện chỉ bằng 1/3 năng lượng từ. Có nghĩa là n nhỏ ở đây bằng 1/3. Mà n nhỏ 1/3 thì áp dụng công thức y bằng cộng trừ y không chia cho căn bậc 2 của n cộng 1. Thì ta sẽ có cái y 1 lúc này sẽ bằng cộng trừ y không căn 3 trên 2. Đấy, như vậy là từ cái dữ kiện đầu ta sẽ biết được là vị trí xuất phát của nó y 1 ở đấy chính là y không căn 3 trên 2. Bây giờ ta lại phải tìm tiếp là cái trạng thái y2, y tức thời y2. Và y2 lại phải xuất phát từ đâu? Để ta xem lúc đó là năng lượng điện sau bằng bao nhiêu năng lượng từ sau. Thì dễ dàng ta sẽ có được là năng lượng điện sau sẽ bằng 3 lần năng lượng từ sau. Và 3 lần năng lượng từ sau thì ta sẽ có y2 sẽ bằng y0 chia cho 2. Như vậy là ta sẽ biết được rằng là hai tọa độ ở đây là y0 căn 3 trên 2 và y0 trên 2. Thì quy về bài toán dao động cơ bản thì cái thời gian giữa hai tọa độ này thì thầy Viên đã hướng dẫn. Đây là trường hợp đặc biệt, đó chính là T trên 12. Thì T ở đâu? T không thông qua LC, mà T người ta lại cho là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện bằng năng lượng từ. Thì khoảng thời gian này chính là T trên 4. Vậy ta gán cái T trên 4 bằng 0,6 giây. Thì ta sẽ có chu kỳ T. Có chu kỳ T ta chia cho 12 thì ta sẽ ra khoảng thời gian cần tìm. Đấy chính bằng 0,2 giây. Qua chỗ thầy Vinh nói thì thầy có một cái cách gọi là cái mẹo giải nhanh. Nó không chính xác như thầy Vinh. Thầy không khuyến khích các em làm theo cách của thầy, nhưng mà đây là cái mẹo của những người đã hiểu kỹ. Các em chú ý là thế năng thì tương ứng với năng lượng điện, mà động năng tương ứng với năng lượng từ. Thì hôm trước thầy đã nói là cái vị trí A trên 2 là động năng bằng 3 lần thế năng. Còn A chia căn 2 thì động năng bằng thế năng. Còn A căn 3 chia 2 thì là thế năng bằng 3 lần động năng. Như vậy nó đi từ A căn 3 chia 2 cho đến A trên 2. Đó chính là T trên 12. Nhưng thầy lưu ý các em như vậy là làm thì nó nhanh như thế. Nhưng mà lưu ý là phải hiểu kỹ. Chưa hiểu kỹ là phải làm theo cách thầy Vinh. Không có lại nhầm lẫn cách nào thì ta cũng phải xuất phát từ cái hệ phương trình tổng năng lượng trước hay sau đều bằng E. Để suy ra được là trạng thái lúc đầu thì năng lượng điện bằng bao nhiêu năng lượng từ. Có biết được như vậy thì nó mới rơi vào các tọa độ ấy được. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm lại các cái bài toán liên quan đến năng lượng điện, năng lượng từ, bài toán thời gian, bài toán liên quan đến tính chất u y vuông pha, quy u cùng pha, vân vân. Ngay sau đây chúng ta lại xét tiếp các cái bài toán về L ghép với các C, C ghép với các L. Chúng ta sẽ xuất phát từ một cái dạng bài toán đơn giản. Trước tiên, đó là dạng của bài toán này như sau. Bài toán cho L ghép với một tụ điện C
mà giá trị C này đã biết thì thấy nó dao động với chu kỳ T. T cũng đã biết luôn. Có điều L đấy, đây là chưa biết. Thì bây giờ yêu cầu của bài toán rằng là muốn mạch này dao động với một cái chu kỳ mới T phải cũng đã biết. Bài toán muốn yêu cầu là phải ghép thêm một cái tụ CX. Thì yêu cầu của bài toán là cái tụ CX này phải có độ lớn bằng bao nhiêu và ghép như thế nào so với cái tụ ban đầu. Thế thì để giải quyết bài toán này thì ta sẽ xuất phát từ cái chu kỳ mới T phải. Từ chu kỳ mới T phải thì ta sẽ tìm ra được C bộ. C bộ rồi gồm cái ban đầu và cái ghép thêm. Đấy. Có cái C bộ ấy rồi, ta mới so sánh với cái C của bài toán đã cho. Mà so sánh thì ta sẽ có hai khả năng thôi. Tại vì cái T phải nó khác T rồi mà. Thì có hai khả năng, đó là trong trường hợp C bộ lớn hơn C thì chứng tỏ rằng là CX phải ghép song song. Mà khi đã biết ghép song song thì dùng công thức là C bộ lúc đó bằng CX cộng với C. Thì từ đó ta suy ra CX cần tìm. Và ở trường hợp mà nhỏ hơn thì ta biết được ghép nối tiếp. Mà biết ghép nối tiếp thì sử dụng công thức ghép nối tiếp thì ta cũng suy ra được cả CX cần tìm. Một cái dạng bài toán tiếp theo mà chúng tôi lại muốn bàn đến các em, đó là bài toán xuôi ngược với cái bài toán là L ghép với các C. Bài toán xuôi thứ nhất là bài toán khi L ghép với tụ C1 thì thấy nó dao động với cái tần số F1. Và để các em dễ hình dung, tôi cho F1 giả sử ở đây là bằng 6 MHz. Bây giờ lại tình huống là bỏ tụ C1 đi, lấy cái cuộn dây L đấy ghép với tụ C2 chưa biết thì thấy nó lại dao động với một cái tần số F2. Và cái F2 này cũng biết rồi. Thế bây giờ nếu cái L này ghép với bộ tụ hoặc là ghép song song hoặc là ghép nối tiếp thì F song song bằng bao nhiêu hoặc ghép nối tiếp bằng bao nhiêu. Và một cái bài toán ta tạm gọi đó là bài toán ngược, lại bài toán cho hệ ghép cho F song song, F nối tiếp, F song song, F nối tiếp đi tìm F diêm phần, F1, F2. Tức là nội dung của bài toán là L ghép với C1 song song C2, C1, C2 và L chưa biết thì thấy nó dao động với F song song là thế này. L ghép với bộ C1 nối tiếp C2 thì F nối tiếp là thế này. Thì hỏi rằng là nếu L mà chỉ ghép với C1 hoặc là L ghép với C2 thì F1, F2 bằng bao nhiêu. Thế để giải quyết cái loại bài toán này thì chúng ta phải có công thức liên hệ giữa F1, F2 với F nối tiếp, F song song. Nhưng mà các em biết rằng là ở phần mạch dao động điện từ LC thì L ghép với các C là công thức khác, mà C với các L lại công thức khác. Nếu ta không nhớ kỹ thì lại nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì áp dụng công thức nhầm lẫn thì đương nhiên kết quả sẽ sai. Kết quả sai. Chúng người đã bán sai mà. Chúng đã bán người sai. Người ra đề đã đề sai. Răng bẫy trước. Dạ vâng. Vì vậy là thay vì là các em phải nhớ công thức, ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các em một cái cách là xây dựng công thức rất nhanh. Ta có thể xây dựng theo quy tắc thuận nghịch như sau. Đây là bài toán liên quan đến tần số. Vậy ta sẽ viết là biểu thức tần số liên quan đến yếu tố LC. F thì bằng 1 chia cho 2pi căn của LC. Nếu ta tư duy theo thuận thì đấy là F thì tỷ lệ với 1 trên căn C. Và ngược lại thì là tụ điện C sẽ tỷ lệ nghịch với 1 trên F bình. Vâng. Chỗ nào có C thì ta sẽ thay thế nó bằng 1 chia cho F bình. Và ngược lại, chỗ nào là 1 trên C thì ta lại thay bằng F bình. Thì bây giờ ta mới áp dụng. Trường hợp là C1 song song C2 thì C bộ sẽ bằng là C1 cộng C2. Tổng. Vậy là chỗ nào C ta sẽ thay tương ứng bằng 1 trên F bình. Như vậy chỗ nào C song song ta sẽ thay bằng 1 trên F song song bình. C1 ta thay bằng 1 trên F1 bình. Và C2 ta thay bằng 1 trên F2 bình. Như vậy là ta có ngay biểu thức liên hệ giữa F song song bình theo F1, F2. Và tương tự khi C1 nối tiếp C2 thì có cái công thức 1 trên C nối tiếp bằng 1 trên C1 cộng 1 trên C2. Thì chỗ nào 1 trên C các em sẽ thay tương ứng bằng F bình phương tương ứng. Vậy ta sẽ có 1 trên C nối tiếp ta sẽ thay bằng là F nối tiếp bình. Và bên kia, vế bên kia ta sẽ có F1 bình cộng với F2 bình. Như vậy là ta sẽ có một cái hệ phương trình 1 trên F song song bình bằng 1 trên F1 bình cộng 1 trên F2 bình. Và F nối tiếp bình bằng F1 bình cộng F2 bình. Ta có hệ này để ta giải quyết được hai cái bài toán xuôi ngược trên. Nếu gặp bài toán xuôi có F1, F2 ta thay vào. Chỉ việc thay vào thì ta sẽ có ngay F song song, F nối tiếp. Thế còn gặp tình huống tiếp theo, đó là bài toán mà cho F song song, cho F song song, F nối tiếp thì ta dựa vào cái hệ phương trình này ta sẽ giải ra được F1, F2. Theo toán học ở đây là quan hệ F1, F2 là bình đẳng nhau. Cho nên khi giải toán chắc chắn là các em sẽ có hai hệ nghiệm và hai hệ nghiệm này là đổi chéo cho nhau.
Đây là bài toán tôi đặt vấn đề với F. Các em có thể phát triển cho bài toán với chu kỳ T hoặc tần số omega hay là bước sóng lambda. Cũng thế. Và các em cũng dễ dàng xây dựng được mối liên hệ. Dạng bài toán tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các em là bài toán lại là C ghép với các L. Lúc trước là L ghép với các C. Còn đây là bài toán mà lại C ghép với các L. Thì cũng có hai bài toán xuôi ngược. Bài toán xuôi thứ nhất là C ghép với L1 thì có tần số là F1. C ghép với L2 thì là F2. Hỏi rằng là khi C ghép với bộ cuộn dây song song hoặc nối tiếp thì F song song, F nối tiếp tính như thế nào? Và bài toán ngược là khi C ghép với bộ cuộn dây song song hoặc nối tiếp thì đã có F song song, F nối tiếp. Bây giờ hỏi rằng là C ghép với từng cuộn dây một thì sẽ dao động với tần số hay chu kỳ bao nhiêu? Thế thì để giải quyết bài toán này thì ta cũng phải cần xây dựng công thức. Và cần xây dựng công thức ở đây là quan hệ giữa F và L. Vậy trước hết ta sẽ xuất phát từ công thức F phụ thuộc vào L thế nào. Thì công thức này các em biết rồi, F bằng 1 chia cho 2pi căn của LC. Vậy ta sẽ có quan hệ của chúng là F sẽ tỷ lệ với 1 trên căn của L. Vậy ngược lại là L sẽ tỷ lệ với 1 trên F bình. Vậy chỗ nào có L thì ta sẽ thay bằng 1 trên F bình. Và chỗ nào có 1 trên L ta sẽ thay bằng F bình. Vậy ta sẽ vận dụng như sau. Là khi L1 song song với L2 thì L tương đương của nó sẽ là 1 trên L song song bằng 1 trên L1 cộng với 1 trên L2. Và chỗ nào 1 trên L thì ta thay bằng F bình. Và các em sẽ có ngay một cái hệ phương trình, đó là F song song bình bằng F1 bình cộng F2 bình. 1 trên F nối tiếp bình bằng 1 trên F1 bình cộng 1 trên F2 bình. Và sử dụng hệ phương trình này thì ta sẽ giải quyết được các cái bài toán xuôi ngược. Tức là cái chỗ thầy Vinh nói để nói về cái quan hệ thuận nghịch. Cái này là một trong những cái hay. Bắt đầu từ cái biểu thức là F bằng 1 trên 2pi căn LC. Rút ra F là tỷ lệ nghịch với 1 trên căn C và cũng tỷ lệ nghịch của căn L. Từ đó suy ra C và L tỷ lệ nghịch với 1 trên F bình. Cái thời gian còn lại, tôi muốn hướng dẫn cho các em một cái bài toán về thay đổi cấu trúc của mạch dẫn tới thay đổi biên độ. Nội dung của bài toán này như sau. Có hai cái tụ C1, C2 ghép nối tiếp với nhau vào một cái nguồn E bằng 3V với cái thông số C1 bằng 3C0 và C2 bằng 6C0. Tại cái thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa cực đại thì người ta loại bỏ cái tụ C1 bằng cách là nối tắt nó. Thì hỏi rằng là sau khi loại bỏ cái tụ C1 thì điện áp cực đại trên tụ C2 bằng bao nhiêu? Bài toán này nằm trong một cái chuỗi hệ thống giống như các em học con lắc lò xo. Con lắc lò xo đang dao động thì người ta giữ một điểm cố định trên lò xo. Hoặc con lắc đơn đang dao động thì vướng đinh hoặc giữ một điểm trên sợi dây. Và các em sẽ phải tính được cái năng lượng sau bằng năng lượng trước trừ đi cái phần năng lượng đã bị mất đi. Thế bài toán này là muốn tính được biên độ sau U02 thì đương nhiên ta phải tính được năng lượng sau. Mà muốn tính được năng lượng sau thì ta phải lấy năng lượng đầu trừ đi cái phần năng lượng đã bị mất đi ở cái đối tượng đã bị loại bỏ. Nếu cái phần lò xo bị giữ thì ta phải tính được cái phần thế năng đã bị tồn tại ở cái phần đoạn lò xo bị nhốt ở cái đoạn đấy. Thế còn ở đây loại là loại tụ C1. Vì vậy là ta thử xem là tại cái thời điểm đấy cái tụ C1 đang tích trữ một cái phần năng lượng điện là bao nhiêu. Nếu ta biết được cái năng lượng điện đang giữ trữ ở tụ C1 là bao nhiêu thì ta lấy cái năng lượng ban đầu trừ đi cái năng lượng mất đi thì ta sẽ ra được cái năng lượng sau. Mà có năng lượng sau thì đương nhiên ta sẽ tính được biên độ. Và với cái định hướng như vậy thì ta sẽ làm như sau. Trước hết thì ta sẽ viết biểu thức năng lượng của mạch dao động điện từ LC lúc đầu thì bằng 1 phần 2 C bộ nhân với U0 bình phương. Và C bộ ở đây thì các em áp dụng cái tính chất của đoạn mạch C1, C2 nối tiếp. Với C1, C2 đã biết thì ta có, sẽ có C bộ ở đây bằng 2C0. Và biến đổi một chút thì ta sẽ có năng lượng lúc đầu W ở đây sẽ bằng C0 nhân với E bình. Tiếp theo là ta phải tính được cái năng lượng tập trung ở tụ C1, đang ở tụ C1. Mà muốn tính được năng lượng điện này thì ta phải tính được cái điện áp tức thời ở tụ của C1. Mà muốn tính được điện áp trên tức thời trên tụ C1 U1 này thì ta phải tính được
điện áp tức thời ở bộ tụ. Mà muốn tính được điện áp tức thời bộ tụ mà bài toán đã cho y tức thời rồi. Thì có nghĩa là ta sẽ sử dụng phương trình độc lập vì u y vuông pha. Mà u y vuông pha thì đương nhiên ta sẽ có phương trình độc lập. Phương trình độc lập thì ta các em đã có u không, đã có y tức thời theo y không. Thì ta sẽ có u tức thời của bộ tụ, lúc đó sẽ bằng u không căn 3 trên 2. Mà u không thì bằng e, cho nên ta có bằng là e căn 3 trên 2. Bây giờ ta phải tính là điện áp trên tụ, riêng trên tụ C1 thôi. Vì hai cái nối tiếp. Hai cái nối tiếp. Thì lại ta sử dụng các cái tính chất của đoạn mạch nối tiếp là U1 cộng U2 thì bằng U. Và nối tiếp thì điện tích là như nhau. U1 bằng Q2. Thì sử dụng cái hệ thức đó thì ta sẽ ra được điện áp tức thời trên tụ C1. Lúc đó là U1 bằng E căn 3 trên 3. Có U1 này này thì ta mới tính được năng lượng điện tức thời trên tụ C1. Và ta tính được ở đây sẽ bằng 1/2 C0 E bình phương. Có cái giá trị này rồi, bây giờ ta lấy cái năng lượng ban đầu trừ đi cái năng lượng mất đi thì ta sẽ ra được cái năng lượng sau. W phẩy ta sẽ tính được là bằng 1/2 C0 E bình. Và cái năng lượng C phẩy này lại bằng gì? Bằng 1/2 C2 nhân với U02 phẩy bình. Đúng rồi, bởi vì lúc đó không còn C1. Không còn C1 nữa. Và từ đó ta sẽ rút ra được U02 phẩy chính bằng là E chia cho căn 6. Với E người ta cho bằng 3V thì các em biến đổi một chút, ta sẽ ra được cái phương án là căn 6 chia cho 2V. Cách thời vinh như thế này thì từ đây thầy thế là một cách như thế một này. Cách. Dạ, vâng. Một cách, đúng khác, rồi. Thầy vinh cách khác thời vinh tích cho các em. Đúng rồi. Hình dung. Tức là C bộ ban đầu thầy vinh tính là bằng 2C0. C bộ sau thì thầy tạm gọi C bộ sau là C2 thôi, C2 là bằng 6C0. Đúng rồi. Như vậy C bộ sau là gấp 3 lần C bộ trước. Vâng. Là xong. Bây giờ tiếp cái thời điểm mà trong đề bài là y trên 2 thì lấy đi tụ C1. Vâng. Cái lúc mà y trên 2 thì có nghĩa năng lượng từ trường là bằng 1/4 năng lượng toàn bộ. Đúng rồi. Vậy thì năng lượng điện sẽ là 3/4 năng lượng toàn bộ. Đúng rồi. Năng lượng cái toàn 3/4 đó thì lại là nó sẽ chia cho cái tụ C1 và tụ C2. Này, tính được tụ C1 C2 và tính ra cái năng lượng trên tụ C1 là bằng mấy. Đúng rồi. Này, ta tính ra, đấy, thay vào. Thì đó. Như vậy là tính ra được cái năng lượng của tụ C1, xong đó ta lấy cái năng lượng ban đầu trừ đi thì ta sẽ ra được cái lượng sau. Như vậy là thầy Biên đã phát hiện ra những cái sự tinh tế. Đó là cho những cái giá trị đặc biệt để có thể giải nhanh. Chứ còn tôi thì lại giải theo một cách bài bản để các em hiểu cái quy trình, cách tư duy của cái bài toán là như vậy. Như vậy là thầy Vinh đã khảo sát cho các em những cái bài toán thuộc loại là tinh tế và đòi hỏi phải sử dụng công thức phải là nhuần nhuyễn mới đưa được những kết quả ra nhanh gọn và chính xác. Những cái bài toán thầy Vinh khảo sát thì cũng sẽ mở rộng cho loại bài toán mà tìm bước sóng của mạch dao động. Ví dụ bước sóng mạch dao động lambda bằng v nhân với t, t bằng 2πclc. Thì các bài toán đó là tương tự với những cái bài toán thầy Vinh đã làm giải thích cho các em. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa xin cảm ơn thầy. Xin chào các em.